Cô du lịch miệt vườn Happyland Hùng Thi rất là vui được hân hoan chào đón các bạn yêu dấu của tôi. Hãy đến ngay với khu du lịch Hùng Thi nằm ngay trung tâm làng Hoa Sa Đéc, ngụ tại số 113C, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp với hotline là 0918708965. Các bạn có thể liên hệ trước với các công ty lữ hành tour tiến hay liên hệ trước với chúng tôi sẽ được giá ưu đãi rất hấp dẫn. Hotline là 02773764757 nha các bạn. Rất là vui phục vụ tất cả chúng ta đến chơi trong khu du lịch Hùng Thi nằm ngay trung tâm làng Hoa Sa Đéc thuộc thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều chia sẻ livestream cho mình. Đây thật ra mình bạn bảy bữa nay là toàn là các bạn nữ không luôn. Các bạn nữ không mà còn chơi được như thế thì các bạn nam có chơi được hay không nha các bạn. Rất là dễ chơi và cũng rất là vui. Khi chúng ta có một đội khoảng từ 15 người đến đô lợi thì chúng ta sẽ chơi rất là vui nha các tình yêu. Rất là vui luôn. Các bạn thấy không? Đây là cây cầu khỉ thăng bằng trong khu du lịch Hùng Thi Happyland. Rất là vui nha bạn. Ở trong đây có rất là nhiều trò chơi như là chơi cầu lắc nè, chơi bơi xuồng nè, bơi thúng nè ha. Rồi chạy xe đạp và cầu quán nè, đu cáp treo nè. Rồi chúng ta có thể đi dây thừng qua sông, rất là nhiều trò chơi khác nữa. Đây là những tiếng hò reo rất là phấn khởi của các bạn nữ sinh. Rất là vui nha các bạn, chơi trò chơi này rất dễ. Nếu chúng ta có bị té đi chăng nữa thì chúng ta chỉ có lọt xuống mương mà thôi, thì chỉ ướt mình mới thôi. Các bạn không biết bơi có thể mặc áo phao nha. Giấc trưa hôm nay có bán phục vụ cơm trưa chúng ta với các món rất bình dân như là cơm nè, canh chua, cá lóc kho tộ nè, lẩu gà, lẩu lương, lẩu ếch vân vân. Các món kho, món xoài, món xào. Đặc biệt á, trong khu còn có trò chơi trải nghiệm nữa như là kéo lưới nè ha, câu cá nè ha. Và chúng ta có thể câu cá, kéo cá và kéo lưới rồi bắt ếch nữa, rất là vui nha các bạn. Mấy bạn cũng hơi sợ mà đa số là nữ không các bạn. Hôm nay cái độ này toàn nữ chơi không à. Còn anh ơi, còn cây anh để lại số điện thoại em cho nhân viên gọi lại cho anh nha. Hôm nay em live stream trò chơi nha, em còn cây. Mấy bạn muốn mua cái gì comment trên đây để lại số điện thoại cho em sẽ cho nhân viên hỗ trợ nha. Ngoài lĩnh vực khu du lịch thì Hoa Kiển Hùng Thi còn kinh doanh tất cả các loại cây kiển, cỏ thảm, cây công trình, cây xanh đô thị vân vân. Rất là vui nha các bạn. Trần trời nữa mà chúng ta không tập tin để đến ngay với khu lịch Hùng Thi nằm ngay trung tâm làng Hoa Sa Đéc thuộc thành phố Hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Đến ngay, đến liền ngay giờ phút này chúng ta sẽ được thỏa thích chụp hình check-in, vui chơi, giải trí trong khu lịch Hùng Thi nằm ngay trung tâm làng Hoa Sa Đéc nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất là vui bạn phải không? Các bạn nữ mà ta còn chơi được thì mấy bạn nam mình không lẽ chơi không được nào. Mấy bạn nữ không á, cho mấy bạn nam ớn chơi. Rồi rất là vui nha, các bạn hãy đến ngay với khu lịch Hùng Thi nha, nằm ngay trung tâm làng Hoa Sa Đéc với hotline là 0918708965 hoặc là 02773764757 nha các bạn ơi. Các bạn sẽ được nhân viên bên khu lịch tư vấn tận tình nha. Các bạn nhiều hãy chia sẻ lại cho mình nha.